Xin chào 500 anh em, mình đang ở khu đất trống gần công viên Tao Mày để review chiếc G15T3. Đây là nhân vật chính của mình. Thì sau 2 năm sử dụng, hiện tại nó sẽ như thế nào và hoạt động như thế nào? Ok, bây giờ là mình vô phần chi tiết luôn nha anh em. Mình mua cuối năm 2017. Năm nay là được vừa tròn 2 năm rồi. Xe này là xe của em, còn nguyên riêng chưa bóc tem. Đêm đêm dạo phố cùng em gái, tối về hàng quán ngồi ăn kem. Thì đầu tiên mấy anh em thấy đây là hình của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nha, chứ không phải là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát như mọi người thường nghĩ đâu. Còn anh em nào mà thắc mắc tại sao gọi là Ngài mà không gọi là mẹ thì hãy comment bên dưới, mình sẽ có một cái bài video để giải thích cho các bạn nghe nhé. Phần đây là phần kính gù, kính gù riêng của chiếc xe này thì mình đã tháo ra rồi. Mình gắn 4 con ốc Titan, mỗi một con ốc 40.000 nha anh em. 4 × 4 là 16.000. 4 × 4 là 16.000. Ủa, 160.000 lộn. Yo, that's so whack. Phần carbon này á, thì nhiều anh em hỏi mình là nhúng carbon hay là dán, thì mình xin trả lời luôn, đây là dán decal carbon nha anh em. Đây, mình xài nó bị chóc rồi nè. Thì carbon tới 3 loại lận: dán, nhúng carbon và ốp sợ carbon. Ốp sợ carbon là mắc nha anh em. Mình đã hỏi trên các trang mạng rồi đó, thì mấy cái chỗ người ta làm á, full con này luôn, ốp hết nguyên con này luôn là 25 triệu, nhúng sợi, ốp sợi carbon đó. Thì mình chưa có đủ tiền. Mình thích cái sợi carbon này, nhìn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là đây là cái nút áo xi nhan. Mình gắn cũng cách đây cũng 2 năm luôn, tới giờ vẫn xài ok, không có vấn đề gì hết. Của Rinoma này nè. Ngày này một cặp 400 mấy. Mình mua cũng lâu rồi. Còn đây là tay con rin nha anh em. Mình đem đi mình đánh bóng. Đánh bóng lại. Nó màu trắng như thế này. Còn đây là cái kính rù, gù của kính rù. Còn cái kính rù mình cũng tháo luôn rồi. Mình chơi theo kiểu không có kiến hậu. Gặp mấy anh công an là vui lắm. Vấn đề này 150. No God. No God. Phần đồng hồ thì các bạn biết rồi. Mấy cái này thì toàn là đồ riêng hết. Mình không có lên gì nhiều. Đây. Hôm qua mình mới đi rửa xe. Sáng nay thì trời mưa nên thành ra xe hơi dơ, chưa có đi rửa lại nữa. Đây là những con ốc. Ốc này là ốc của Mỹ nha anh em. Của Mỹ nha anh em. Không phải là ốc Việt Nam đâu. Mình đã thay đổi mấy con ốc này. Ốc này là xài bao xét luôn. Đầu cũng không bao giờ bị, mình dặn lục chát không bao giờ nó bị tua. Còn đây, đây là cặp ốc để nâng gấp. Đây nè, cái này là mình tự làm luôn nha. Inox X99. Và con ốc ở trong là cũng của Mỹ luôn nha. Mình xài toàn là đồ của Mỹ thôi. Mỹ cái gì luôn, tốt hết. Mua lúc đó là 1.4 triệu. Mình mua xe này
cái gì đồ gì nó cũng mắc nha, tại vì lúc đó là mình đi theo cái đời đầu á anh em, mình mới mua xe về thì cái gì nó cũng mắc. Rồi tiếp theo, thì bát biển số này là mình tự làm luôn, mình tự làm ở nhà, mình tự độ luôn. Đó. Còn cái này thì mình mua Motorola Justin. Cái này là ốp đuôi tích hợp xi nhan nha anh em. Đây. Thì cái ốp đuôi này mình cũng đã xài từ khi mua xe tới giờ. Và cái phần kiến nó đã hư rồi. Kiến chống vô nước đã hư rồi, mình gắn cái đồ khác vô thì mình nhiễu keo á, nó bị lem lên, mấy anh em thấy không? Nhưng mà vậy mình vẫn xài ok nha. Chút nữa mình mở lên cho anh em xem. Đó, tích hợp xi nhan rất là gọn. Cái này mình mua 2 triệu mấy. Tích hợp xi nhan này nè. Cả có biển số luôn đó anh em. Nhưng mà cái biển số làm mấy con ốc thấy dở quá, mình chạy nó bị nhúng biển số á. Mình chạy cái biển số nó bị giật, thành thử ra mình sợ nó gớt, mình tự làm cho nó chắc cú luôn. À, không. Bao luôn. Tiếp theo là cặp lốp. Cặp lốp này anh em thì mình đã thay cái cặp lốp Michelin. Đây có thông số đây. Đây. Mình đã thay lên cặp lốp Michelin 150, 60, 17. Đây. Michelin nè anh em. Thì cặp lốp này mình đánh giá rất là ok. Xài mình đã xài hơn 1 năm rồi. Đó. Nhưng mà gai vẫn còn nè. Bộ cua rất tuyệt vời luôn nha anh em. Mình nói thêm một điều nữa, mấy anh em lên thường thường nói chiếc G15 V3 này á, mình lên cặp lốp 160 được. Thì theo mình nghĩ, anh em xem đây. Đây. 150. Nhưng mà cái tay của mình á với cái sên nè, thấy ngón tay mình để vô không? Đây. Để mình phóng to ra cho anh em coi nha. Đây. Đó. Là vừa khít luôn. Lên 160 á, thì anh em thấy là nó sẽ còn rất là ít. Khi mà mình chạy nó sẽ đung đưa và có thể là cạy vô cái dàn vỏ nha. Cái này là sơn rin nha anh em. Mình mua 2 năm rồi. Và hiện tại thì cái sơn của mình nó cũng không có bị quá mòn. Cũng rất là ok. Nên thật sự ra mình chưa có thay. Mình xài rất là kỹ. Mình mỗi lần đi rửa xe thì mình rửa sên và mình dùng cái chai xịt dưỡng sên đó. Mình chạy thì cái sên của mình đó, nó lúc nào nó cũng sạch sẽ và nó không có bị kêu, nó không có bị vũ sên. Tiếp theo là cái phần capo. Capo này là mình đã lên capo Chevrolet. Cái này của thằng em của mình chia lại cho mình. Thì cái lúc mới mua xe thì mình đã lên capo AKR1, xài cũng khoảng gần 1 năm. Thì khi mà thằng em mình á có cái bô này, cái bô xe này dư, rồi mình gắn qua thử, mình xài cảm thấy nó ok hơn so với cái AKR1. Nhưng mà xóm làng thì tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Tí nữa mình sẽ test thử cái âm thanh cho anh em mình nghe và cảm nhận nhé. Rồi, phần bên đây thì nó cũng như bên kia thôi, nó không có cái gì khác biệt. Đây là phần mâm zin nha anh em. Đây là cái di tích lịch sử mà mình đã làm bể. Anh em biết sao không? Khóa ổ khóa đây rồi bắt đầu dẫn xe ra ngoài.
Nó dính vô đây. Mà đâu phải dính một lần, dính nhiều lần. You got it, dude. Nhưng mà cái mũ này là mũ dẻo nha anh em. Nó không có bị bể, nó chỉ phập vô thôi và nó nứt thôi. Đây, nứt một đường nè anh em thấy không? Thì nhìn tổng quan con G15 B3 này sau 2 năm sử dụng á, mình thấy rất là ok. Mình thấy rất là ok luôn. Mình xài, mình chạy cảm thấy rất là vừa với cái tầm sức của mình cũng như cái đồng tiền của mình bỏ ra. Một phân khúc 150 mà anh em. Thì tiền nào của đó. Đây. Giờ mình test thử tiến bô cho anh em nghe nha. Đây. Đây là đồng hồ của mình. Cái này là số km nha anh em. Mình đã chạy được 8.824 km trong vòng 2 năm. Thấy ghê không? Không phải đâu. Cái xe của mình á là đã chạy gần 30.000 rồi. Do cái đồng hồ của mình á xài khoảng 1 năm thì nó bị vô nước nha anh em. Nhưng không phải là vô nước theo cái kiểu mà có hột đâu, nó chỉ mùa xương nó bị mờ ở đây nè. Đó, thành thử ra mình còn trong cái chế độ bảo hành á thì mình đã đi bảo hành cái đồng hồ mới về. Thì đồng hồ mới về xài khoảng được 3 tháng thì nó lại bị lại cái tình trạng ố nước, ố mồ xương trong này nè. Mình đi bảo hành cái thứ 3 thì bảo hành cái thứ 3 khoảng 8 tháng rồi, xài vẫn ok, về xịt nước thoải mái luôn, không có vấn đề gì hết. Đó. Xe mình có bị lỗi như thế thôi, từ mua về là bị cái đồng hồ này thôi. Còn ngoài ra thì không có bị hư lặt vặt này kia hết. Rồi ok, mình sẽ test tempo nha anh em. Máy rất là im và không có nghe cái tiếng giọng nồi kịch kịch nha anh em. Thì nói chung cái xe của mình xài cũng rất là kỹ. Mình thường xuyên thay nhớt và lọc nhớt. Hiện tại thì mình đang đi nhớt Mutun 300V. Video clip này mình chia sẻ và review với anh em con G15 E3 này. Đây là video clip đầu tiên thì mình làm về xe, thì có gì mà chưa hài lòng thì anh em mình thông cảm và bỏ qua cho mình. Nếu mà anh em cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để ủng hộ mình làm những cái review xe tiếp theo, để cho những anh em nào đam mê xe thì mình cùng nhau chia sẻ, cùng nhau kết nối đam mê. Rồi, kính chào anh em, chúc anh em có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.